Lost mọi người. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. J Gray đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video mới của mình trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay thấy mặt mình vui không? Vui sống vui. Tại vì mình có tin vui các bạn à. Nhìn ngay đây thấy gì đây không? Đây chính là anh Cameraman Kirito các bạn. Và bây giờ ảnh còn sống các bạn ơi. Let's go baby. Cuối cùng thì điều ước của mình đã trở thành sự thật các bạn à. Ngay bây giờ anh em hãy ủng hộ cho mình ăn mừng bằng cách cho cái video này một nút like nha các bạn nha. Còn những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đứng phía dưới để đừng có coi chùa kim nữa nha các bạn. Năn nỉ các bạn ơi các bạn à. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vô coi video để xem coi là anh Kirito quay trở lại anh ấy sẽ làm gì nha các bạn nha. Một khung cảnh toàn lửa cháy đồ không mà không biết chuyện gì xảy ra đâu các bạn à. Let's go về nhớ lại đi kênh cho mình nha. Ok các bạn ơi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng vô coi video Skibidi Toilet Fan làm tập thứ 33. Ai bị lừa? Trốn thôi, chơi Việt Nam thôi. Ê, nãy giờ hay có cái khoái tưởng anh chơi rút cây kiếm mày ra phải không? Không qua đâu, ảnh chết tiệt kìa, em không có vụ đó đâu. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ xem fan làm đỡ nha các bạn nha, để ôn lại những kỷ niệm xưa nha các bạn. Nhưng mà trước khi vô video này, mình có một tấm fan art rất là đẹp muốn cho các bạn xem nè. Bạn ấy ghi lại chữ gì đây? Làm anh sẽ nhớ tới bạn Bùm thì có chứ. Và đây bạn ấy vẽ là Titan TV Man. Wow, khuôn mặt này hơi bị xú rồi nha. Like and sub now. Bấm like và đăng ký kênh liền ngay bây giờ nha các bạn nha. Anh okay. Chấm điểm tấm hình fan art này là khoảng chừng 9 điểm rưỡi nha em. Tại vì chưa có tô màu nha. Nhưng mà tại vì thấy có cái chữ làm anh nhớ tới Bùm nên anh chấm 10 điểm. Let's go. Còn bây giờ hãy cùng nhau coi video thôi. Let's go. Có nhạc luôn ghê hả? Trời ghê chưa? Ghê chưa? Ghê. Ê, cái người làm video Skibidi Toilet là anh hai của mình tên là Da Bom nha các bạn. Còn anh này tên là Bom Đắc. Nghe còn tên cũng giống giống. Wow yeah. Ủa, căn cứ này nhìn giống căn cứ của tụi Skibidi dữ ta. Và chúng ta đang núp ở đây các bạn ơi. Có một anh cameraman cỡ lớn đang bị thương nằm ở đó. Và chúng ta... Ê mà sao thấy ngộ ngộ nha. Chúng ta là phe liên minh thì chúng ta vô trong căn cứ chúng ta phải đi một cách ai nghiêm được các kiểu chứ sao vô đây chúng ta núp như là mấy thằng ăn trộm nha trời. Chẳng lẽ bây giờ trong phim này mình đi làm ăn trộm? Ê yo what? Cái gì vậy? Những cái cổ máy này là có chức năng gì đây ta? Không biết nữa nhưng mà có mấy anh kia đang nói chuyện kìa. Ê! Vô. Wait what? Mấy người này bị ký sinh hay gì mà lại bắt mình? Ê! Biết gì không? Người ta bắt mình xong người ta tặng cho một nụ hôn thần, một nụ hôn nồng cháy nha các bạn nha. Nè, coi đây, vô. Cái phim này đúng là fan làm các bạn à, tặng cho một nụ hôn. Wait what, con Skibidi. Con Skibidi nó cắn đầu anh cameraman kìa, để tôi hỗ trợ cho. Ê, thằng kia. Ủa là sao ta? Ủa là hình như bây giờ chúng ta đang ở phe Skibidi thì phải các bạn ơi. Vậy là chúng ta đổi phe hả? Hay là sao không hiểu nữa. Yo what? Mình không tiêu diệt Skibidi mà mình đi tiêu diệt những anh cameraman. Mấy ông này đâu ra vậy? Ờ Titan TV Man hả? Ây vô, một nhân vật cameraman nhưng mà phiên bản khổng lồ. Cầm súng của Titan Speakerman kìa. Gọi tiêu mình rồi. Ấy da. Đúng là fan làm. Ê Skibidi, hello Skibidi nha. Yes. Ô mình hello nó kêu là yes. Gì vậy? Trời ơi, mấy anh cameraman đang quỷ diệt những con Skibidi kìa. Cái gì vậy? Nó cầm máy tính bảng. Và máy tính bảng mang tới một cái bồn cầu phiên bản nã bơm. Ây vô chết luôn. Chưa kịp nói gì. Ok anh nhân vật này mạnh dữ ta. Chết rồi, anh thấy chúng ta rồi, con Skibidi kia nó bỏ chạy trước các bạn ơi. Ây yo no. Rồi. Chuẩn bị hung nữa. Để xíu cho quýnh miếng son được ha.
Hùng nữa mấy nấy ơi, cái phim gì kì vậy? Vô coi phim này chắc bố mình bị mình ốm đi quá, mình gầy đi quá. Loki cameraman. No, đừng uống em, đừng. Bay đầu luôn. Ay yo bro. Wait what? Cảm ơn nhiều nha Skibidi. Con Skibidi này dữ thật chứ. Wow. Một bình nó cân ba người luôn các bạn. Nó phóng vào các bạn ơi. À được của nó đây. Ok. Ai đây? Cameraman cỡ lớn phiên bản mặc áo màu đen các bạn. Cầm hai quả tên lửa kìa. Ui, G-Man tới các bạn ơi. Let's go. Ê khoan, tại sao bây giờ tự nhiên mình ủng hộ cho thằng G-Man vậy ta? Ok, chỉ là trong bộ phim này thôi. Tại vì trong phim này là chúng ta sẽ theo phe của thằng G-Man nha các bạn nha. Hello G-Man. Yo what? Nhìn cái mặt nó ghê quá các bạn. Rồi một chiếc bay đã bị ngã. Và có một anh cameraman này bị mắc kẹt trong đó các bạn ơi. Và ở dưới là có những anh cameraman đang bỏ chạy. Bỏ chạy khỏi Skibidi hay gì? À đúng luôn, anh đưa của nó đây. Máy bay quân đội tới kìa. Ồ, nã bơm được các kiểu luôn. Wow, có ông này xuất hiện nữa. Trời, ông này giống chùm vậy trời. Ông này giống Titan cameraman quá các bạn ơi. Hay là đây chính là quá khứ của Titan cameraman ta? Cũng có thể đây là bộ phim quá khứ của những Titan hồi trẻ nha các bạn nha. Oh my god. Wow. Hút ma Canada thì cái đi. Wow, G-Man tới rồi bạn ơi. Solo 1-1 các bạn à. Cố lên G-Man, cố lên. Let's go. Hay vậy. Đỉnh quá cao G-Man ơi. G-Man nó lại nó hùng cho một cái. Coi nè. Nó lại nó hùng thiệt. Oh my god bro. Mình coi cái phim gì vậy trời. Bật sóng âm cho té luôn. Wait what? Ê G-Man đứng hung tao nha mày. Biết rồi mày đứng hung tao nha. Phản kháng kìa, nó phản kháng kìa. À dịch chuyển bỏ chạy rồi các bạn ơi. G-Man tức liền. Đi kiếm. Cameraman sát tôi. Con Skibidi để đẩy anh cameraman té rồi các bạn. Và bên đây là một anh cameraman đang bị con Skibidi cầm lưới cưa dí các bạn ơi. Rồi bên đây là hai anh cameraman đang chết. Hai anh lên đường rồi các bạn. Tiếp tục. Wow, bên đây lại là Skibidi tiếp các bạn à. Có vẻ như đội quân Skibidi rất là mạnh và rất là đông nha các bạn nha. Quá đông quá nguy hiểm. Sao đây, hello người anh em. Vũ khí mạnh hay vũ khí gì vậy? Súng đến từ tương lai hay gì? Ai vậy? Đừng ơi. Cái đèn màu đỏ có khi nào đây chính là anh Dark Speakerman phiên bản khổng lồ không chạy? Wait what? Đó chính là Titan Cameraman phiên bản hồi trẻ. Ê, hay đây chính là anh Cameraman Kirito phiên bản Titan ta? What? Hoặc là anh Cameraman Kirito kết hợp với anh Dark Speakerman trở thành Titan. Yo, em chỉ quay phim thôi anh ơi, em chỉ quay phim thôi. Em nói thiệt, em chỉ quay phim thôi. Ăn nguyên đôi dài luôn. Yo, what? Ê, đừng hung tôi nha. Ok, đấm mày được, đấm chứ đừng hung nha. Mày chết rồi, đằng sau có đệ anh kìa. Mày dám quýnh G-Gray hả? Cho mày chết luôn. Cảm ơn người anh em nhiều nha. Bấm like các bạn ơi. Ê, cứu tôi. Cứu tôi lẹ đi bạn. Ok, let's go. Người bạn mình vô xử lý rồi các bạn ơi. Mình chạy đây. G-Man tới. Ồ, G-Man nó đang kiếm anh cameraman hồi nãy mà nó kiếm được chưa vậy trời? Mà nó tới đây vậy? Hình như có một màn solo rồi các bạn ơi. Một màn solo. Solo ai với ai đây? Ủa, từ cái chỗ này xuất hiện là hai con Skibidi. Đây là ai vậy? Tiến sĩ hả? Ồ, là anh cameraman màu đen hồi nãy. What no, G-Man, sợ gì? Đấy, dân chơi mà sợ vậy. Woohoo, let's go. Trời, G-Man bị đấm một cái súng răng rồi các bạn à. Hai con Skibidi bắn tên lửa vô. Rồi xong luôn. Bắn tên lửa hả? Nó quăng đi nè. Ê, nhìn rất là giống Titan Cameraman.
nó cho một cú đá vào mặt các bạn ơi. Ây vô, đang quýnh lộn mà chơi đá vậy. Wait what? Ồ, nhưng mà cameraman này xuất hiện và cho một nút like. Và anh này cũng cho một nút like luôn các bạn ơi. Và các bạn em bây giờ đang xem video này cũng hãy cho video một nút like. đừng có chủ nữa. Coi tới giờ mấy phút mà người cũng có chủ ơi, bấm like liền nha. G-Man, chạy đi G-Man. Let's go. G-Man bỏ chạy được rồi các bạn ơi. Ê, G-Man nó chạy rồi kìa. Chạy hả? Ơi ơi ơi, để tôi xử nó sao, yên tâm đi. Mấy người này biết dịch chuyển luôn. Bro, mình chết rồi các bạn ơi. Không biết mấy người có chết không nữa, người ta cắt cảnh mất tiêu rồi. Và ở bên đây có những con Skibidi đang sửa chữa sức mạnh cho G-Man. Wow. Và đây chính là căn cứ của mới của G-Man nè các bạn. Vậy là trong tương lai trong bộ phim của anh hai của mình thì đây cũng sẽ là căn cứ mới của G-Man nha các bạn nha. Nhìn đẹp thiệt đó chứ. Nhưng mà nhìn mặt hàng G-Man có vẻ bị thương rất là nặng luôn các bạn. Ê mà sao cái căn cứ này nhìn giống căn cứ của Titan Cameraman ở trong phim của anh Dafu chứ trời. Wait what, cái gì nghe cái tiếng đùng đùng gì vậy? Ú, màn hình của anh lag TV Man nè. Chuyện gì ở ngoài đây? À, quân đoàn Cameraman kéo tới căn cứ của chúng ta kìa. Một con Skibidi xuất hiện bắn hết. Ghê, yeah. có chừng. Wow, ơi con Skibidi này nó mạnh ghê luôn các bạn. Hay lắm người anh em. Ok. Rồi được rồi, tôi vừa mới nói các bạn fan mới này biết kênh rồi, yên tâm đi. What the hell? Rồi xong luôn. Tài tình Cameraman phiên bản mà áo đỏ. Ủa này mà áo đỏ nhưng mà áo đen hả? Ủa vậy là này giống như kết hợp giữa anh Tài tình Speed, Tài tình Cameraman Kirito và anh Dark Speedman á. Và kết hợp thì chiêu tiêu nguyên tử của Tài tình Speedman các bạn à. Con Skibidi này nó chết nó còn lè lưỡi. Nói chung á là mình không phải là fan Skibidi, cho nên là bây giờ mặc dù là mình đang ở trong fan tụi nó thiệt, nhưng mà mình thấy tụi nó hy sinh thì mình cũng bình thường rồi các bạn. Ngầu đấy. Ê, em vừa mới nói là nhìn tụi nó chết em thấy bình thường mà sao anh bắn em vậy? Em chỉ là người quay phim thôi. Sau phim mà nó cũng cái kết lại vậy á trời. G-Man, tài tình màu đen đang tới. Bây giờ phải làm sao đây? Thôi mình không biết đặt cái tên tình hồi nãy tên gì luôn á các bạn. Bạn nào có ý tưởng tên gì bình luận cho mình nghe thử nha. Chúng ta đang ở một khu vực bốc cháy dữ dội. Và một con Skibidi phóng vào đang ở đây. Vụ gì á? Sao nhìn mặt mày có vẻ hơi bị sợ hãi vậy? Để tôi đi trước giùm cho. À thôi vậy đi cùng nhau các bạn ơi. Let's go baby. Ui mà này ghê quá. Ủa yeah Skibidi ơi. Ủa nó làm gì nó. Cameraman cỡ lớn bắn tia laser màu đỏ kìa. Cứu thôi Skibidi ơi. Hay quá người này. Ôi trời ơi, nó cứu mình mà nó hy sinh rồi các bạn à. Bây giờ tới mình. Ây ơi, mình là con Skibidi cầm máy cưa. Oh my god, hết cứu rồi mini à. Ai vậy? Oh, Skibidi màn hình TV. Let's go. Đến tay cứu mình các bạn ơi. Woohoo. Nè, này thì không đeo mắt kiến. Đeo mắt kiến là còn sống rồi anh bạn của tôi. Ai biểu không đeo mắt kiến chi. Một nút like. Để Skibidi mà một nút like các bạn ơi. Rồi cái con kia đưa cái con hồi nãy bị thương về căn cứ rồi. Wait what. Hai cái thằng này nó lại đứng sát kế bên nhau. Nó để cái tay lên màn hình tivi. Nó tính lại cái gì vậy trời. Chẳng lẽ nó lại. Cũng may có những anh cameraman đang ngăn cản kịp lúc các bạn ơi. Chạy đi bạn. À không, đụng vô đây được dịch chuyển về căn cứ các bạn ơi. Ồ và đây là căn cứ của tụi Skibidi nè các bạn. Con trai của ông tiến sĩ nè. Wait what. Và đây chính là ông tiến sĩ. Ông còn sống hả? Và đây là cơ thể tài tình của ông. Wow, phim này ảo thiệt chứ. Hai con Skibidi đang ăn bắp rang bơ. Và đây là một con Skibidi kết hợp sức mạnh của Slender TV Man. Và đây là những anh Cameraman xuất hiện. Đèn màu trắng liền. Nằm hết nguyên một đám luôn. Hay lắm người anh em, tuyệt vời. Máy bay xuất hiện từ đằng sau và bắn hình lửa vô các bạn ơi.
Rồi xong mình đi bán muối luôn này. Cứu tôi bạn. Trời ơi, mở màn hình. Tính kêu nó mở màn hình TV cứu tôi mà nó chạy mất tiêu rồi các bạn ơi. Rồi thôi mình biết kiếp này của mình coi như bỏ rồi nha bạn nha. Wait what? Cái gì đây? Oh! Blinger Cameraman! Cameraman Kirito nè! Let's go! Đúng luôn! Anh ơi em nhớ anh lắm anh ơi! Anh Kirito em nhớ anh lắm! Thôi lấy mất kiếm em làm gì? Em nhớ anh lắm, hãy quay trở về thế giới của anh đa phù với em đi! Ủa là sao ta? Em nhớ anh lắm, ảnh cho ăn nguyên đôi dài luôn các bạn ơi. Wait a minute bro. Sao lúc nào mình cũng bị mọi người phủ phạm với mình vậy? Nhất là các bạn fan lúc nào cũng coi chùa video của mình các bạn à. Cho nên bây giờ các bạn hãy thương anh cho bằng cách cho video này một nút like nha. Còn những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha. Ngày nay chúng ta vừa mới xem xong bộ phim Skibidi khá là hài các bạn à. Mong là các bạn nhớ like đi cái kênh của bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Mình bye bye.